hé lộ bí mật chưa từng ai tiết lộ về tuổi Ất Mão sinh năm 1975, nữ mạng trong năm Giáp Thìn 2024. Nếu như nắm bắt được 3 cơ hội này sẽ thay đổi cuộc đời, giàu sang phú quý hơn người, tiền vàng bạc tỷ cầm tay, an nhàn hưởng phúc lớn cho đến cuối cuộc đời. Mới đây nhất, khi xem lá số tử vi của 12 con giáp trong năm Giáp Thìn 2024, bất ngờ các nhà chiêm tinh học, nhà tử vi học phương Đông đã tiết lộ rằng quý thiên chủ tuổi Ất Mão, nữ mạng là một trong những con giáp cực kỳ là may mắn trong năm Giáp Thìn 2024 tới đây. Được trời Phật thương tình, các tinh cao chiếu mà ăn nên làm ra vận số cực may, cực đỏ, mưu cầu như ý, sở cầu như nguyện, muốn tiền có tiền, muốn danh có danh, tài sản không ngừng tăng lên như vũ bão, trả sạch nợ nần, đổi đời giàu sang, tiền vàng nhét chật két nếu như quý thiên chủ tuổi Ất Mão hữu duyên xem được video này. Vậy cụ thể vận trình của quý thiên chủ tuổi Ất Mão, nữ mạng diễn ra trong năm Giáp Thìn 2024 tới đây như thế nào? Làm sao để giải hung, hóa cát? Làm sao để chiêu mời quý nhân, thay đen đổi đỏ, vận số cát lành, công danh sự nghiệp tăng tín, tài lộc như mơ, sức khỏe như thần? Thì ngay sau đây, xin mời quý thiên chủ cùng theo dõi luận giải nội dung chi tiết. Một đời phú quý phồn vinh, bất ngờ lộc tới lung linh sắc vàng, nữ mạng Ất Mão tài năng, đại phát lộc biếc lại càng vui thêm, tiền vô của cải nhân lên, muôn kiếp ngự trị bên trên đời người. Đầu tiên, thông tin đặc trưng phân biệt người tuổi Ất Mão, sinh năm 1975, nữ mạng. Ất Mão sinh năm 1975 hay còn gọi là Đắc Đạo Chi Miêu, tức mèo đắc đạo. Năm sinh dương lịch từ 11 tháng 2 năm 1975 đến 30 tháng 1 năm 1976, mệnh đại khê thủy, nước khe lớn, âm thủy, khắc sơn hạ hỏa, con nhà hắc đế, số phú quý, xương con mèo, tướng tinh con rơi, cuộc đời được ông quan đế độ mạng, thiên can ất, tương hợp, canh, tương hình, kỷ tân, địa chi mão, tam hợp, hợi mão mùi, tứ hành xung, ý ngọ mão dậu. Những người tuổi Ất Mão mệnh thủy có tính tình thật thà, ngay thẳng, hiền lành, bởi vậy họ thường có xu hướng sống an phận nhàn nhã, không ham làm giàu vinh hoa phú quý, nhưng cuộc đời luôn ban cho họ nhiều phước lành về già được sung túc ấm no. Người sinh năm mèo suy nghĩ thấu đáo, tính tình hiền dịu, cũng rất biết ăn nói, họ là người quảng giao hay quan tâm giúp đỡ người khác. Người này hiếm khi gây mâu thuẫn với mọi người, họ luôn theo tôn chỉ dĩ hòa vi quý, vì thế có thể biến thù thành bạn, họ rất tốt với bạn bè đồng nghiệp. Song trong thâm tâm vẫn giữ một khoảng cách nhất định với mọi người, không quá thân thiết như vẻ bề ngoài, họ luôn tự tin vào bản thân mình, dễ cảm thấy hạnh phúc hài lòng với cuộc sống mình đang có. Năm Ất Mão tượng trưng cho lòng tốt, sự nhạy cảm và dịu dàng. Những người tuổi Ất Mão cũng rất hiếu khách và thích giúp đỡ người khác. Đây là đặc tính tự nhiên vì họ không thích những tình huống khó lường trước. Tuy nhiên, lòng tốt và sự nhiệt tình giúp đỡ của họ thường dễ bị người khác lợi dụng. Thái độ hòa hoãn và dễ chịu của những người tuổi Ất Mão là một sự thay đổi so với ba cung tuổi đầu tiên, nhưng thái độ đó lại một lần nữa khiến họ dễ bị xúc phạm và lợi dụng. Trong 12 con giáp, đây là cung mệnh có tính cách dịu dàng nhất. Những ai thuộc cung Ất Mão đều là những người tinh tế biết cảm thông, được biết đến như là những người vì hòa bình. Họ ghét bạo lực và luôn hướng tới sự thanh bình. Đây là những người khá khôn ngoan, có tài nhận thức về thế giới một cách bẩm sinh, ẩn chứa sự sâu sắc, sáng suốt bên dưới vẻ ngoài vô tình lãnh đạm. Với óc sáng tạo phong phú và tầm hiểu biết cao, người tuổi Ất Mão có năng khiếu vô cùng tinh tế, họ là những người có phong cách với óc thẩm mỹ và khiếu nghệ thuật cao. Người tuổi Ất Mão nữ mạng rất biết hưởng thụ, thích thưởng thức cái đẹp và yêu thích sự giàu sang. Họ dốc sức để đẩy mạnh hòa bình cho nhân loại và giữ hòa khí giữa mọi người, tránh để xảy ra mâu thuẫn với những điều không hay, kín đáo, dễ chịu và là người bạn tốt. Mặt khác, họ khá hậm hĩnh hay ngồi lê đôi mách và khó có thể tự vực mình dậy khi gặp phải hoàn cảnh éo le bất chắc. Dù cởi mở dễ gần, nhưng họ thích cuộc sống yên tĩnh và tương đối bảo thủ. Sự quan tâm an ủi rất cần thiết với họ và họ thường hay than vãn mỗi khi gặp phiền toái. Đôi lúc người tuổi Ất Mão khá nhu nhược vì họ muốn được an phận, trong cuộc sống họ không có lý tưởng cao lắm. Chỉ cần lúc nào mình cũng an toàn là được, họ ăn nói lưu loát, có tài và rất tự trọng, khiêm nhường, biết giữ ý, có đức hạnh, có một thị hiếu hoàn hảo. Tuổi mèo thích giao thiệp,
người ngoài rất quý mến họ, người tuổi này rất gắn bó với những ai họ cảm mến. Không mặn mà với họ hàng bạn bè, họ không rất dễ mất bình tĩnh, rất đằm tính, tránh cáu giận, họ đặc biệt thành đạt trong kinh doanh. Về khí chất, người tuổi Ất Mão thuộc loại ưu tư dễ mủi lòng, thậm chí rất mau rớt nước mắt. Người tuổi Ất Mão là những con mọt sách nhưng lại chẳng thông thái bao nhiêu. Số họ rất đỏ trong những trò cờ bạc đỏ đen, bởi lẽ họ có một mẫn cảm tuyệt vời khi chọn bài đặt cửa. Tuy nhiên, họ khá bảo thủ và không bao giờ làm gì nếu chưa cân nhắc kỹ hơn. Người tuổi Ất Mão nữ mạng có một ý chí mạnh mẽ và lòng yêu thương mãnh liệt dành cho gia đình. Đó cũng là động lực thúc đẩy dành cho họ. Rất nhiều người yêu quý tuổi Ất Mão bởi sự cởi mở tốt tính của họ. Tuổi Ất Mão nếu giúp đỡ người khác sẽ rất nhiệt tình, giúp đỡ hết mình không bao giờ cầu lợi cho bản thân. Họ không thích phải đối mặt với nguy hiểm, thậm chí là luôn tìm cho mình những sự an toàn. Dù trong bất kỳ tình huống hoàn cảnh nào, những người này đều có khả năng điều khiển cảm xúc, giữ thái độ bình tĩnh hòa hợp. Tuổi Ất Mão thích cuộc sống tự do, yên bình với những người xung quanh, họ điềm đạm và dường như không bao giờ nổi nóng, họ khá nhạy cảm, dễ bị tổn thương bởi những sai lầm của người khác. Lĩnh vực phù hợp nhất với tuổi Ất Mão là nghệ thuật, những sáng tạo độc đáo và tinh tế sẽ giúp họ đạt được thành công cao. Tóm lại, nữ mạng tuổi Ất Mão thường có tính cách khéo léo, nhanh nhẹn và tinh anh, họ có mối quan hệ xã hội, người thân trong gia đình đều cư xử có chừng mực, dịu dàng, hòa nhã và tinh tế. Do vậy, cuộc sống của họ dễ gặp quý nhân phù trợ, ra ngoài có người chở che, yêu mến kính trọng. Đường đời người tuổi Ất Mão nữ mạng hay gặp may mắn an nhàn. Đặc biệt, phụ nữ tuổi Ất Mão hay có được gia đình yên ấm, hạnh phúc viên mãn, hòa thuận, con cái đề huề hạnh phúc. Cuộc đời người sinh năm Mèo thường có tài vận dồi dào no đủ, không gặp nhiều biến cố. Điểm yếu của người tuổi này là nhút nhát, bảo thủ, họ mong muốn cuộc sống được ổn định, ghét sự xáo trộn, không dám đầu tư mạo hiểm. Cũng chính vì mong muốn an toàn, người tuổi Ất Mão dễ bỏ qua những cơ hội kinh doanh làm ăn lớn. Xét tổng quan tử vi tuổi Ất Mão, nữ mạng trong năm Giáp Thìn 2024. Thứ nhất, xem tử vi 2024, tuổi Ất Mão nữ mạng theo can chi ngũ hành. Xét về thiên can, Ất gặp giáp bình hòa, việc làm tự do, tự lo, khó khăn không ai giúp đỡ hay thấu hiểu, tiền bạc kiếm được cũng tiêu xài hết, cuộc sống bình bình trôi qua. Xét về địa chi, Mão gặp Thìn lâm hại thái tuế, vận khí không lý tưởng, công việc phát sinh nhiều sai sót, các mối quan hệ xã giao thiếu sự hài hòa, cản trở con đường thăng tiến. Xét về ngũ hành, bản mệnh hành thủy gặp năm hỏa bị khắc chế, đề phòng kẻ xấu lợi dụng hoặc chiếm đoạt công lao, tiền bạc, tiểu kết. Chịu ảnh hưởng của cục diện tương hại, nữ mạng tuổi Ất Mão có thể phải đương đầu với không ít áp lực và thách thức trong năm Giáp Thìn 2024. Mọi việc chủ yếu dựa vào năng lực và sự quyết tâm của bản thân, chỉ cần bản mệnh duy trì được thái độ lạc quan, thì khó khăn nào cũng tìm được cách tháo gỡ. Trong năm bạn cũng cần chú ý điều hòa các mối quan hệ, chăm sóc sức khỏe bản thân. Thứ hai, xem tử vi Ất Mão sinh năm 1975 nữ mạng, theo sao hạn. Năm 2024, tuổi Ất Mão nữ mạng gặp sao Thổ Tú chiếu mệnh. Sao Thổ Tú là một hung tinh trong cửu diệu niên hạn. Hạn Thổ Tú còn được gọi là ách tinh, dễ mang tai họa, xuất hành không thuận lợi, chăn nuôi thua lỗ. Người gặp sao Thổ Tú, nếu không đề phòng sẽ bị tiểu nhân gièm pha, xuất hành không thuận lợi, gặp khó khăn trốn quan trường. Sao Thổ Tú đến với tuổi nào, thường thử thách lòng kiên trì, bản lĩnh của tuổi đó, ban đầu công việc, các mối quan hệ xã hội có thể không thuận lợi như mong muốn. Nhưng nếu bản mệnh có sự chuẩn bị, có tâm huyết và tinh thần trách nhiệm thì vẫn sẽ đạt được những kết quả như ý. Về hôn nhân gia đình dễ xảy ra xung đột, gia đạo hay căng thẳng, bản mệnh mang nhiều tâm trạng, có nỗi buồn man mác không có chủ định rõ ràng. Do vậy, cần nhất là bỏ bớt cái tôi của mình xuống cùng chia sẻ với mọi người nhịn nhau thêm một chút thì trong gia đình mới yên ấm. Theo tử vi, mỗi năm con người đều có sao chiếu mệnh, may rủi có thời, do vậy bạn cũng không cần quá lo lắng. 6 tháng cuối năm mọi sự sẽ có khởi sắc, trong dân gian vẫn lưu truyền một bài thơ về tính chất của sao Thổ Tú như sau. Thổ Tú sao ấy phải lo, tuy rằng ít nặng giữ cho vẹn toàn, tháng 1 tháng 8 chẳng an, kỵ trong 2 tháng tiếp chàng bi ai, làm ăn thì cũng có tài, khiến cho đau ốm phải dày tốn hao, mang lời chịu tiếng biết bao, bán buôn phải giữ kẻo hao mất đồ, tham tài dục lợi của vô, đem ra thì bị côn đồ đoạt đi, tin người ngon ngọt phải nguy, thi ân bố đức việc gì cũng qua. Vào năm Thủ Tú tinh chiếu, cần đặc biệt chú ý cẩn trọng, tránh bị tiểu nhân gièm pha lợi dụng, trước khi làm phải đánh giá phân định rõ ràng. Đừng tin người mù quáng mà thiệt thân,
sau này tác động xấu nhất vào tháng 4 và tháng 8 âm lịch. Nếu mưu tính đại sự nên tránh hai tháng này để đề phòng bất trắc. Mệnh chủ cũng nên theo dõi tình trạng cơ thể, tuyệt đối không cậy mạnh phung phí sức khỏe, nên hạn chế xuất hành đi xa để tránh gặp nạn. Bên cạnh đó, người tuổi Sao Thổ Tú nên đề phòng trộm cướp, cướp giật, đồng thời đời sống tình cảm cũng không quá suôn sẻ. Tốt nhất nên suy nghĩ thật kỹ trước khi nói, một điều nhịn là chín điều lành, tránh cãi vã tranh chấp không đáng có. Trong ngũ hành thì Sao Thổ Tú thuộc hành thổ, xét theo quan hệ tương sinh, tương khắc, hành thổ thì Thổ Tú tương sinh với hành hỏa và hành kim, tương khắc với hành mộc và hành thủy. Thổ Tú hợp màu đỏ, hồng, tím, cam, hành hỏa và màu trắng, bạc, ánh kim, hành kim. Thổ Tú kỵ màu xanh lá cây, hành mộc và màu đen, xanh nước biển, hành thủy. Dựa vào màu sắc hợp khắc với Sao Thổ Tú, đương số nên chọn màu hợp mệnh nhằm kích thích vận khí may mắn, giúp công việc làm ăn trở nên suôn sẻ và hanh thông hơn. Chuyện tình cảm trở nên tốt đẹp và gắn kết hơn, do Thổ Tú là sao trung tinh, gia chủ cần mạnh dạn trong việc kích vận khí, tận dụng cơ hội may mắn nếu có. Hơn nữa Sao Thổ Tú tuy xấu nhưng cũng không thuộc ba sao chiếu mạng xấu nhất. Để hóa giải hạn vận của sao này, bản mệnh tuổi Ất Mão nên tích cực làm nhiều việc thiện, sống thanh tâm, lương thiện chân thành, không màng công lao mà giúp đỡ người khác, phúc phần này sẽ được soi tỏ, cuộc đời nhờ vậy mà cũng bớt gian truân trắc trở. Thứ ba, xem tử vi nữ mạng tuổi Ất Mão theo niên hạn là hạn Huỳnh Tuyền. Huỳnh Tuyền có nghĩa là suối vàng, đó là con suối có nước màu vàng lấp lánh ở dưới âm phủ, nghe tới âm phủ là đã thấy tăm tối nặng nề rồi, vậy là không hề an toàn, đầy nguy hiểm. Gặp hạn Huỳnh Tuyền có thể đau ốm tới mức có thể từ giã trần ai, để rũ bỏ bụi trần, ngao du tiên cảnh. Chính vì thế, chắc chắn đây là kiếp nạn nặng nề nếu gặp phải. Hạn Huỳnh Tuyền tốt xấu như thế nào? Khi nói tới hạn Huỳnh Tuyền, người xưa có câu Huỳnh Tuyền bệnh nặng nguy vong, tam kheo đau mắt đề phòng tay chân. Vậy là có thể thấy gặp hạn Huỳnh Tuyền là hoàn toàn xấu, thậm chí nguy hiểm đến tính mạng, cần hết sức cẩn trọng. Về sức khỏe, người gặp hạn này dễ mắc đau đầu chóng mặt, ảnh hưởng nhiều tới sinh hoạt hàng ngày. Đặc biệt, các bệnh liên quan tới mắt, tay chân, do đó trong sinh hoạt, công việc hàng ngày cần phải được chú ý. Làm ăn, hạn Huỳnh Tuyền sẽ mang tới khó khăn bất lợi. Nếu công việc kinh doanh buôn bán bằng đường thủy hay liên quan tới sông nước, vì Huỳnh Tuyền chính là suối vàng, tham gia vào các hoạt động kinh doanh buôn bán trên sông nước sẽ cực kỳ nguy hiểm khi gặp phải hạn này. Tốt hơn hết, nên tránh những hoạt động kinh doanh này để không gặp phải hậu quả khôn lường. Cuộc sống không nên liên quan tới tòa án, dù là việc gì hay ai, dù là đứng ra làm chứng, hay có liên quan trực tiếp trong những rắc rối pháp luật, vì bạn sẽ gặp phải tai họa, mất tiền mất của không có bình an trong gia đình. Khi gặp hạn Huỳnh Tuyền, người gặp hạn này sẽ dễ mắc bệnh tật, một khi có bệnh tật sẽ lại dẫn tới nhiều hệ lụy khác nhau. Bạn sẽ phải hao tốn tiền của vì thuốc thang chữa trị, không những vậy còn tốn thời gian công sức chẳng thể tham gia vào những hoạt động công việc khác. Sức khỏe không tốt cũng dẫn tới không thể làm tốt công việc, kinh doanh không đưa ra được ý kiến quyết định đúng đắn, dẫn tới nhiều thất bại khó khăn, thậm chí có thể khiến cuộc sống trở nên bế tắc. Ngoài ra, vì Huỳnh Tuyền là suối vàng nên tuyệt đối tránh xa sông nước. Thứ 4, vận niên năm 2024 của tuổi Ất Mão, nữ mạng. Tuổi Ất Mão nữ mạng gặp vận niên, thử ngộ điền, tức là chuột gặp đồng lúa, hình tượng mang ý nghĩa về sự no đủ. Tiền bạc hết rồi lại có, cơ hội tăng tiến tài chính ngày một gia tăng, thậm chí có cơ may trúng số. Về chuyện tình cảm, năm 2024 hứa hẹn là năm mà đương số đắc thắng về tình ái, gia đạo êm ấm, đón tin vui về chuyện con cái. Những người đã ly hôn và đang độc thân có thể sẽ có một số cơ hội tình cảm trong năm nay, bạn có thể chớp lấy cơ hội đó để có người kề cận sớm hôm. Thứ năm, xem vận hạn năm 2024 tuổi Ất Mão, nữ mạng, theo tuổi âm. Hạn tam tai năm 2024. Tuổi Ất Mão không phạm tam tai có thể mở mang thêm công việc làm ăn, hứa hẹn nhiều thành công mới. Kim lâu năm 2024. Tuổi Ất Mão không phạm kim lâu, có thể mua nhà, làm nhà hoặc đứng tên đứng tuổi, tiến hành đại sự trong gia tộc. Hoang ốc năm 2024. Tuổi Ất Mão phạm hoang ốc, đây là yếu tố xem xét khi tiến hành mua hoặc xây dựng nhà cửa. Nếu vẫn muốn tiến hành việc này có thể làm thủ tục mượn tuổi để giải xuôi, tiểu kết. Thoát khỏi hạn năm tuổi cũng không gặp tam tai, đương số có thể yên tâm làm việc của mình trong năm 2024. Mọi việc nhìn chung không có quá nhiều khó khăn, có thể đón những bước phát triển mới. Về phương diện công danh, sự nghiệp.
Khác với tử vi tuổi Ất Mão 2023, sang năm Giáp Thìn 2024, tuổi Ất Mão gặp hạn thái tuế nhưng được quý nhân tương trợ. Lại có thiên can Ất gặp Giáp bình hòa về cục diện, báo hiệu công việc làm ăn không có sự thay đổi nhiều. Người làm công ăn lương, công việc ổn định, có dấu hiệu thăng tiến hay tăng lương nhẹ vào nửa cuối năm 2024. Do được thiên quan nâng đỡ nên tận dụng, nửa đầu năm phấn đấu không ngừng ắt có ngày gặt hái quả ngọt. Kinh doanh, buôn bán càng về cuối năm càng thuận, tuy nhiên sức cạnh tranh lớn khiến đương số phải suy tính nhiều mà dẫn tới mất ăn mất ngủ, cơ thể hao nhược. Hợp tác làm ăn có điểm phá hoại do tác động của cục diện thái tuế và thiên cầu hung tinh, chủ quan khinh suất là thất bại tức thì. Năm 2024 Giáp Thìn, người tuổi Ất Mão gặp hạn thái tuế, ắt có trở ngại nhất định. Tuổi Ất Mão nữ mạng nên cẩn thận trong làm ăn, nên tiến hành từng bước để vừa thăm dò thị trường, vừa để chuẩn bị sẵn sàng tiềm lực, ứng phó khó khăn cũng như đón nhận cơ hội mới, dục tốc bất đạt, làm gì cũng cần ghi nhớ điều này quý bạn nhé. Về phương diện tài lộc, dù bị thái tuế kìm hãm, nhưng đương số được vận niên thử ngộ điền ủng hộ, lại có thực thần nâng đỡ nên tài lộc 2024 không tồi, thậm chí tổng thu nhập khá so với năm ngoái. Tuy nhiên, thực thần đồng thời cũng kích hoạt tư tưởng mới, khiến đương số thay đổi cuộc sống, có xu hướng hưởng thụ nhiều hơn. Theo đó, tiền kiếm được nhiều nhưng khó tích lũy vì tiêu hao lớn, đa phần thỏa mãn nhu cầu cá nhân. Nếu có ý định đầu tư hay đầu tư ngắn hạn, năm 2024 này chưa phải là thời điểm thích hợp bởi lợi bất cập hại, có thể bị thua lỗ khó thu hồi vốn. Thời gian này nên học hỏi để tích lũy kinh nghiệm, vừa làm vừa học, xây dựng nền tảng kiến thức bền vững, tránh tâm lý a dua đám đông. Về phương diện tình cảm, gia đạo. Năm 2024 mở ra nhiều mối quan hệ cát lành thúc đẩy nhân duyên vượng, tuổi Ất Mão hợp tác làm ăn cùng người khác dễ sinh lời, nhất là với người tuổi Hợi, tuổi Mùi. Tuy nhiên về gia đạo, trong năm này có điểm báo tang sự do hai hung tinh Tang Môn và Thiên Khốc đưa tới. Tình cảm vợ chồng gặp trục trặc, gia đạo bất ổn, ảnh hưởng không nhỏ tới tinh thần của bạn, vấn đề có thể xuất phát từ mối quan hệ vợ chồng. Hay bản mệnh phải bận tâm, lo nghĩ cho con cái, bạn nên suy nghĩ thoáng mọi chuyện, đồng thời tiết chế cảm xúc để gìn giữ các mối quan hệ. Về phương diện sức khỏe. Năm Giáp Thìn 2024, sức khỏe người tuổi Ất Mão nữ mạng không đáng ngại, có điều ngũ hành tương khắc, khí lực vì thế mà tiêu hao khó tránh khỏi các chứng bệnh vặt như cảm cúm, đau đầu, đau mỏi xương khớp khi giao mùa. Áp lực công việc, chuyện tiền bạc con cái là nguyên nhân chính khiến đương số phải suy nghĩ nhiều, bệnh từ đó mà ra, nếu khắc phục được vấn đề này mọi thứ sẽ dần ổn định trở lại. Sự tác động của thái tuế kết hợp cùng thiên cầu hung tinh có thể gây ra điềm báo tai nạn bất ngờ, bản mệnh thận trọng khi đi lại, 3 tháng cuối năm hạn chế đi đường sông nước kẻo gặp họa. Nữ mạng Ất Mão cần đề phòng các bệnh phụ khoa, chủ động thăm khám định kỳ để sớm có phương án phòng ngừa hoặc chữa trị nhé. Kết luận, về cơ bản vận khí của nữ mạng tuổi Ất Mão trong năm 2024 hài hòa tương đối tốt, tuy vẫn có thể phải đối mặt với những thách thức nhất định nhưng vấn đề không quá lớn, chỉ cần nỗ lực và kiên trì thì chắc chắn sớm đạt được thứ mình muốn. Lời khuyên trên từng phương diện. Về công việc, tuổi này tuy phạm hạn thái tuế nhưng được vận niên ủng hộ nên các kế hoạch công việc diễn ra bình ổn ít trục trặc, tuy vậy đây là một năm bình hòa với bạn. Chưa có nhiều khởi sắc rực rỡ, vẫn cần phải chủ động cố gắng nhiều hơn, nhưng dù sao đó cũng là tín hiệu khả quan đối với bạn, vậy nên hãy cứ quyết tâm theo con đường mình đã chọn. Về tiền bạc, tài chính có nhiều tín hiệu khởi sắc, không cần phải lo nghĩ quá nhiều. Tuy nhiên, nếu hài lòng với mức thu nhập này, bạn chỉ đủ tiền trang trải cuộc sống chứ chưa dôi dư cho lắm. Kinh doanh buôn bán dễ có lộc, nhưng chớ nên tham lam mà liều lĩnh đâm đầu mù quáng. Về tình duyên gia đạo, phương diện gia đạo không gặp vấn đề gì đáng lo, đôi khi có xung đột giữa các thành viên nhưng không kéo dài và mức độ cũng không quá nghiêm trọng. Bản mệnh cũng nên chú ý lời ăn tiếng nói, tránh rước thị phi, phá hỏng các mối quan hệ. Về sức khỏe của tuổi này có dấu hiệu giảm sút, thể trạng không còn được sung sức nên dành thời gian chăm sóc bản thân, xây dựng chế độ làm việc và nghỉ ngơi điều độ, rèn luyện thể dục thể thao thường xuyên để đẩy lùi bệnh tật. Hóa giải vận hạn theo phong thủy năm 2024 dành cho nữ mạng Ất Mão, sinh năm 1975. Hóa giải sao Thổ Tú bằng phong thủy. Quý bạn Ất Mão nữ mạng trong năm gặp sao Thổ Tú chiếu mạng.
đương số nên treo nhiều đồ vật cát tường, cầu may trong nhà hay dùng trang sức đá quý, ngọc phong thủy màu trắng như kim cương, thạch anh trắng, mã não trắng để tăng cường cát khí, đồng thời giúp xua đuổi xui xẻo vây quanh. Tâm lý, việc hóa giải sao thổ tú thường xuất phát từ tâm lý lo lắng, nhưng nếu mà giải tỏa được điều này không có gì phải lo nghĩ nhiều. Việc hóa giải chủ yếu dựa vào tâm, nên chỉ cần làm những việc tốt để bạn cảm thấy vui vẻ, thoải mái còn có tác động lớn hơn là tổ chức cúng lễ lớn. Cách giải hạn huỳnh tuyền trong năm 2024. Về sức khỏe, nên dành nhiều thời gian nghỉ ngơi, chăm sóc sức khỏe bản thân, đồng thời cần lập chế độ ăn uống và rèn luyện thể thao hợp lý. Đối với người tuổi cao, bị cao huyết áp cần sử dụng, áp dụng chế độ dinh dưỡng riêng biệt, giảm lượng muối, mỡ và các chất kích thích vì những thực phẩm này rất có hại cho bệnh nhân cao huyết áp, tai biến đột quỵ. Cần tránh đầu tư kinh doanh quy mô lớn, không vay mượn tiền hay nhận bảo lãnh vay tiền, hạn chế làm ăn xa nhà, nhất là những việc liên quan đến sông nước, tránh đi lại bằng phương tiện đường thủy. Không may tai nạn bất ngờ xảy ra làm nguy hại đến tính mạng. Tốt nhất không tham gia du lịch biển, đánh bắt cá xa bờ. Đề phòng tai bay vạ gió, trong năm đương số không nên đứng ra bảo lãnh, bảo chứng cho bất kỳ ai, kể cả người quen biết không may tai bay vạ gió, nhẹ thì mất mát tiền của, nặng thì tiền mất tật mang. Nguyên tắc chung để tăng cường may mắn, hạn chế điểm xấu là tu nhân tích đức, chăm làm việc thiện. Đây đều là những điều nên làm nên không phải gặp năm hạn mới thực hiện, mà cần làm thường xuyên sẽ giúp tăng thêm phúc đức, vận may. Cuối cùng là thông điệp may mắn, dành riêng cho tuổi Ất Mão, nữ mạng, trong năm Giáp Thìn 2024 này. Ngạn ngữ có câu, kim vô túc xích, nhân vô thập toàn, ngay cả vàng cũng không thể thuần khiết, thì con người có ai là hoàn hảo đâu. Sống ở trên đời, dù bạn có cố gắng bao nhiêu cũng không thể làm vừa lòng hết thảy mọi người trên thế gian. Có người yêu mến thì tất cũng có kẻ mết lòng, có lời khen ngợi thì tất cũng không thể tránh khỏi điều tiếng chê bai. Ngay cả tình yêu cũng vậy, trong cuộc đời mỗi người sẽ có rất nhiều mối tình qua lại, nên chuyện yêu đúng hay sai người là chuyện chúng ta chẳng cần bận tâm quá nhiều. Khi yêu bạn cảm thấy hạnh phúc và dù mai này có chia tay, bạn không cảm thấy hối hận vì đã lãng phí tình cảm của mình là được rồi. Chẳng riêng gì chuyện tình yêu, cách sống, cách ăn nói của một người cũng dễ dàng nhận được những lời đánh giá bình phẩm từ xung quanh. Trên người bạn có nhiều hơn một hình xăm, bạn là người có cá tính mạnh và điều này thậm chí thể hiện ra cả cách ăn nói hàng ngày của bạn là một chuyện bình thường. Chuyện xăm trổ hay ăn nói mạnh mồm mạnh miệng chẳng đủ để đánh giá con người bạn. Miệng là của người khác, lời thị phi chỉ là chuyện trong thiên hạ, vĩnh viễn không phải là thước đo đánh giá một con người. Bởi vậy, thay vì dao động trước những lời đàm tiếu, hãy nhìn lại bản thân và tin vào chính mình, chỉ cần bạn luôn sống ngay thẳng, tâm hồn trong sạch, đối diện với đất trời mà không hổ thẹn, thì hà cớ gì phải bận lòng khi có người gièm pha. Miệng đời đúng là cái gì cũng nói được, bạn không thể thay đổi suy nghĩ của người khác, nhưng lại có thể làm chủ vận mệnh của chính mình. Lời nói là của người khác, cuộc sống là của chính mình, đừng để chuyện thị phi quyết định bạn có hạnh phúc hay không. Trên cuộc đời này, bạn chỉ cần được là chính mình, làm những điều mình thích và chẳng cần sợ hãi hay lo lắng về những lời đàm tiếu nhận xét xung quanh. Biết chọn lọc ra những lời khuyên đúng để cải thiện và bỏ ngoài tai những lời nhận xét chỉ mang tính dìm hàng, cuộc đời của bạn sẽ trở nên vui vẻ, thoải mái và đơn giản hơn rất nhiều. Vâng, quý vị thân mến, trên đây là những chia sẻ rất tâm huyết đến từ ban biên tập chương trình về 3 cơ hội vàng giúp tuổi Ất Mão, sinh năm 1975, nữ mạng, đổi đời giàu có hơn người trong năm Giáp Thìn 2024. Minh Đường Tử Vi rất mong rằng quý vị sẽ gặp được nhiều may mắn, gặt hái nhiều thành công và làm giàu cho bản thân mình, cho xã hội. Minh Đường Tử Vi vô cùng cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi chi tiết hết video. Mọi ý kiến đóng góp và thông tin cần được tư vấn hỗ trợ, vui lòng comment ở bên dưới và bình luận. Ban biên tập chương trình sẽ tư vấn và giải đáp miễn phí trong thời gian sớm nhất. Mến chúc quý vị luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, giàu có và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Chương trình đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.